Hy vọng là cả nhà khi xem được những video này, quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, mọi người cứ mạnh dạn tài trợ để thầy ấy có cái nguồn động lực cũng như cái nguồn kinh phí mà để bảo vệ môi trường, một cái quỹ thiện nguyện để làm bảo vệ môi trường, trồng rừng cũng như là trồng tất cả các loại cây rừng để làm bầu khí quyển của chúng ta hít thở không khí trong lành vì thiên nhiên và đòi giải cứu động vật. Cái quá trình hình thành này thầy đã làm rất là nhiều năm cả nhà. Gia đình thầy ấy làm không ngừng nghỉ và không mệt mỏi, làm mỗi ngày đều có thể không gián đoạn cái việc này. Gia đình thầy ấy lan tỏa yêu thương từ miền xuôi đến miền ngược, từ trong nước và ngoài nước. Nếu quý mạnh thường quân trong và ngoài nước nào phát tâm làm thì quý vị cứ mạnh dạn làm, con trai và con gái quý vị hưởng, cháu trai và cháu gái quý vị hưởng. Dạ, báo cáo với thầy là chỉ còn 26%, 26% nữa thôi thưa thầy, đã hơn 3 cây rồi đó thầy, 26% rồi thưa thầy. Bên hiện nay còn lại được 26%. Các em có học tập theo tâm à gì được rồi, vậy để con xuống. Đúng, ở bên đó là câu lạc bộ Lan Anh, nơi thì tổ chức đại hội tiên cá đó thưa thầy.